Hướng dẫn 6 cách thu thập đá tăng cường cho bạn nào chưa biết. Cách đầu tiên, vào gói tăng cường để nhận đá miễn phí. Mỗi ngày bạn sẽ nhận được 3 lần, tương đương 15 viên đá. Cách 2, vào 3 gói quái vật này. Mỗi gói sẽ cho bạn một mồi câu và 5 đá miễn phí. Cách 3, kéo xuống dưới này bạn sẽ thấy mục nhận đá miễn phí. Mỗi ngày nhận được 5 lần, tương đương 25 viên đá. Cách 4, mua đá miễn phí bằng tiền sao. Cách 5, làm nhiệm vụ của Yuna. Sau khi hoàn thành, các bạn sẽ nhận được 6 đá tăng cường. Cách 6, nhận đá tăng cường khi hoàn thành các nhiệm vụ sự kiện. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cường hóa cần câu. Nhấn vào đây để xem các chỉ số. S là cao nhất và thấp nhất là F. Khi bạn tăng cường ngẫu nhiên mà ra S thì hãy khóa lại. Mỗi khi bạn khóa một cột mốc thì số xu sẽ tăng lên. Vì vậy hãy đợi ra S hoặc A rồi hãy khóa nhé. Đây là toàn bộ hướng dẫn của mình giúp các bạn hiểu hơn về sự kiện. Nếu thấy hữu ích đừng quên thả giúp mình một like hoặc một tim nhé.